Hello, chào cả nhà, vào đây chơi đây. Đây là sân bay, 11 Cát Bi, Hải Phòng nha. Sân bay này thì chắc là nhỏ thôi, không có to. Hôm nay là bay lại về Úc à? Yes. Chơi lâu quá rồi, chơi mấy tuần rồi. Chào chào tất cả các bạn nha. Chào chào Huệ Trần. Chơi ở Việt Nam nóng, hôm nay mình đi thì lại lạnh, lại mát mát, trời mưa mát. Đây cái sân bay ở đây nhỏ xíu, đi đi một vòng xem nhé. Đi cho nó vui, ngồi ở đây chán. Đây có một cái cửa hàng bán linh tinh lỉnh kỉnh có đồ ai massage, ngồi đây. Bán đồ ăn này, bán kem này, lát nữa ra đóng góp tí để ra vòng vòng xem cái sân bay nó như thế nào. Đấy. Cho ai chưa chưa tới Hải Phòng thì nhìn nhé, nhìn để lần sau có tới Hải Phòng là chỗ này có chỗ cắm điện nhá, cắm điện chat phone đó, hết điện thì cứ ngồi đây để đấy chat, để đây sạc điện. Đấy, đồ bán đồ ở đây có bán hàng lưu niệm này. Đấy, xung quanh đây cầu, vừa đi từ nhà đến đây đi taxi mất 100.000, rẻ ơi là rẻ. Lần sau có về cứ Grab mà đi cho nó sung sướng cuộc đời. Đã. Gọi xe 7 chỗ cũng có, 2 chỗ, xe 2 bánh, xe 4 bánh, xe 6 bánh, xe mấy cũng được. Không nhiệm vụ cấm vào. Tiêu chuẩn một kiện. Khu nhà vệ sinh đây, xem cái kiện của mình có đủ tiêu chuẩn không, quá đẹp đấy, một kiện đó, người ta đâu có tính cân đâu, đèo mẹ bỏ 7 cân nhưng mà khắp thế giới người ta không tính cân, người ta chỉ tính cái túi nó vừa mới này cái này thôi, còn nó ai các mình đi khắp nơi ấy, thì người ta nói là người ta cho một cái hành lý xách tay, người ta không nói bao nhiêu cân mà chỉ là một cái túi, làm sao mà nhét được đủ cái này, còn anh giỏi anh nhét 10 kg 20 kg kệ mẹ anh đó. Hôm nọ nó mình xách xong nó cân được 9 cân, xong mình bảo làm gì có 9 cân, mình đi ra ngoài mình cân thì có 6 cân mấy, chưa được 7 cân. Thế sao mình mới chụp cái ảnh đưa cho nó xem, thế là nó cho đi. Nhưng mà nó bảo là đây em cân 9 cân đây, bỏ đây tao cân 7 cân đây, 6 cân mấy chưa được 7 cân đây. Thế là nó cho đi. Không thì phải mua một gói hành lý không biết bao nhiêu tiền đấy. Đó, đấy là kinh nghiệm bay á, cứ đi ra chụp mình cân được bao nhiêu cân mình chụp cái hình, xong rồi đi vào đấy, nếu mà nó cân hơn hay là đôi khi cái cân của nó làm sao ấy thì á, mình còn cãi được, thấy không, không cần nói đấy, đấy nó vừa mới cân ở ngoài kia có 7 cân, chưa được 7 cân, trong này 9 cân. Thế đây là
đi vòng vòng cho mọi người xem cái sân bay Cát Bi, sân bay ở Hải Phòng nó như thế nào. Máy bay này đi đâu không biết. Đây đây đi đâu nhỉ? Vietnam Airlines. Check vé. Mình thì chưa được check in. Hòm từ thiện đó. Nhiều tiền chưa? Wow. Đây là cái thùng từ thiện, ai có tiền lẻ nhét vào đây. Có 500 ngàn không nhỉ? Đây mình cũng nhét vào, mình đi làm từ thiện chứ. Đấy. Cho nó may mắn suôn sẻ. Nhưng mà có mỗi 2.000 thôi. 2.000. Đút ở đây nhá, làm từ thiện nhá. Xem còn nữa không? Cái này 1.000 tiền nè. Đấy. Làm từ thiện đấy. Lâu lắm rồi mới làm từ thiện. Trả nhầm thì có thôi chứ từ thiện chưa bao giờ làm từ thiện. Đấy, cái chỗ này, mấy cái chỗ này nó đâu có cái chỗ để cân đâu, nó chỉ cần là một cái túi hành lý nó đủ bằng mấy cái size nó bằng mấy cái này thôi. Chứ đâu có nói bao nhiêu cân đâu, đéo mẹ. Đây này. Đi vòng vòng đấy. Xem ở bên này có cái gì. Lại về. Chúc cô thượng lộ bình an. Cảm ơn nha. Lại về Úc. Cộng sản Úc đã có mặt tại Việt Nam rồi hả? Có từ hôm ông Biden ông sang đây rồi. Sang đây chủ bụng là để đón Biden mà. Cùng vệ sĩ của ông Biden ấy. Sang đây để bảo vệ cho ông ấy. Đây, xung quanh của cái sân bay cũng đẹp lắm. Ở Hải Phòng này á, cái đường xá nó rộng rãi, mình thích cái ở đây, mê hơn khí hậu nó cũng ok. Trong bốn miền ấy mình thấy Hải Phòng hay là Quảng Ninh ấy, khu miền Bắc ấy, là đã nhất. Sống là ví dụ như sau này có già ấy, về đây sống là hay nhất ở Hải Phòng, Quảng Ninh hoặc Hòn Gai mấy cái khu đấy đấy. Chứ còn ở Hà Nội hay là Sài Gòn ấy, đông người quá, chật chội. Hình như sáng nay có một cái nghe đứa em nó nói bảo có một cái building, cái chung cư nào bị cháy chết bao nhiêu người ở Hà Nội. Hải Phòng nhiều món ngon, ở đâu cũng có món ngon, nhưng mà do mình hợp khẩu vị ở đâu thôi. Ví dụ như người Nam ấy, người ta ăn người ta thấy nó không đủ đường, đủ ngọt thì người ta cảm thấy rằng không ngon. Mình vào đó mình ăn thì mình thấy nó ngọt quá thì mình lại không thấy ngon. Nói chung là người nào ở miền nào thì cảm thấy nó ngon ở miền đấy thôi. Cái gì ACV Airport Corporation. Cái này là tự check-in của người Việt Nam thôi. Đúng rồi, chỉ có người Việt Nam mới check-in này thôi, nước nào cũng vậy. Người của nước nào thì cầm hộ chiếu ở nước đó. Đây. Giấy tờ sử dụng đi tàu bay. Tàu bay không phải máy bay à? Xem ra đây nó có cái gì bạn. Cũng bé bé xinh xinh, không có rộng như ở Hà Nội mới này Hồ Chí Minh, nhưng mà bé bé xinh xinh gọn gàng. Ok.
xem ở đây có cái gì bán này. Ông bố mình mua cho mười mấy cái bánh giày giò. Đứa cháu nó bảo bác mang ra sân bay bán à. Đi đi lên máy bay ăn mà không biết có được mang lên không. Nào có trà này. Cái này bao nhiêu cái? Dạ 35.000 ạ. À, cái gì á? Cơm cháy ạ. Cơm cháy. Nhưng mà ví dụ chị đủ ký rồi mà mua cái này lên nó có tính thêm ký không? Cái này nhẹ mà. Không, ví dụ như mà mua thêm thì nó có tính chắc cũng chị tính. Chị Vietjet ạ? Ờ. Vietjet thì nó hơi khó. Nếu mà ít thì người ta bỏ qua. Ừ. Đáng ra là một cái túi này là mình nhét được bao nhiêu mình nhét, nhưng mà đây là cước 7 cân rồi. Ừ. Ok, cảm ơn em. Đấy, việc chết thì 7 cân nào 7 cân nhé. Chắc hơn tí thì ok chứ. Nếu mà thừa đến 1-2 ký là bắt bỏ ra hoặc là phải mua. Mình chỉ có quần áo thôi. Mấy cái thứ ăn linh tinh thôi. Cái này là gì? Vietnam Airlines Self check in. Cái này là check in, tự check in, nhưng mà nó không có dành cho khách không hành lý ký gửi. Nhưng mà đâu có work đâu, đâu có sử dụng được đâu. Vietjet nó ra đây check in đó, chỉ thế thôi. Bé nhỏ xinh xinh. Bamboo này, xem mời ký. Hơn 7 ký có được không? 8 ký, 7 ký chưa được 8 ký thì có chấp nhận không? Tại vì cái đống chả giò là bánh giày giò là 1 ký bỏ ra là ok. Em đây nhá, ai đi máy bay chưa đi thì chỉ cho dễ lắm này. Ở trên này này, ví dụ như mình bay vào Hồ Chí Minh là cái số vé, cái máy bay số 2 VJ 277, 5:30 mới bay, 3:30 nó mới cho check in VJ 277 Hồ Chí Minh. Bay vào Hồ Chí Minh xong mới bay về Úc. Xin mời xong rồi nó nói là check in quầy.